Nay chúng ta sẽ cùng đến với một tác phẩm truyện đồng thoại đã làm bạn đồng hành với các thế hệ thiếu nhi Việt Nam trong suốt 7 thập kỷ qua. Dưới Mền Phiêu Lưu Ký, một tác phẩm đầu tay của nhà văn Tô Hoài đã được xem như một hiện tượng đặc biệt của văn học Việt Nam. Đây là cuốn sách dành cho thiếu nhi được đọc nhiều nhất, cũng là một trong những tác phẩm văn học Việt Nam được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất. Vậy điều gì đã tạo nên sức hấp dẫn để sau 70 năm, Dưới Mền Phiêu Lưu Ký vẫn tiếp tục được yêu thích và trân trọng đến như vậy? Phóng sự sau sẽ phần nào giải thích điều này. Tôi sống độc lập từ thuở bé, một sự nghiệp đáng ân hận suốt đời. Cuộc phiêu lưu của Dưới Mền đã mở ra hồn nhiên như thế, để rồi làm biết bao thế hệ độc giả Việt Nam say mê. Dù là cha đẻ của tác phẩm, nhưng hiếm khi nhà văn Tô Hoài được nhìn thấy nhiều ấn bản truyện qua các thời kỳ như thế này. Từ những cuốn được minh họa đơn sơ in trên giấy thô đến những ấn phẩm sinh động hiện đại. Nhưng đây chỉ là một vài đại diện của hàng triệu bản sách đã được in trong mấy thập kỷ qua, nối dài mơ ước thế giới đại đồng của chàng trai 20 tuổi Tô Hoài khi đặt bút phiêu lưu cùng Dế. Nó là con vật, nhưng mà tôi nhân vật hóa nó thành như là một cái thế giới đại đồng, cái sự mơ tưởng và sự tiến bộ của cái văn học phải đi tới cái xã hội như thế và đào những con người phải sống như thế. Không khó để nhận ra bên cạnh giá trị tư tưởng ẩn sau những trang viết sinh động, cuộc phiêu lưu của Dế hấp dẫn bởi đó là những bài học cuộc đời bổ ích nhưng cũng rất dí dỏm, dễ đón nhận. Đó cũng là lý do để giữa bạt ngàn những cuốn truyện đủ thể loại hiện nay, các em nhỏ vẫn tìm đọc Dế và thấy ở đó những điều chưa bao giờ cũ. Vì câu chuyện rất là hóm hỉnh, những cuộc phiêu lưu của Dế Mền và như là những bài học mà như bài học cuộc sống. 70 năm đã qua nhưng riêng trong cái lĩnh vực truyện đồng thoại viết cho thiếu nhi thì tôi chưa thấy có một cái tác phẩm nào kể cả về độ dài, kể cả về chất lượng văn chương có thể sánh được với Dế Mền Phiêu Lưu Ký. Trí tưởng tượng và những cái bài học về nhân sinh nói chung được gửi gắm ở trong tác phẩm ấy, nó không lộ liễu, không giống như là khá nhiều những cái tác phẩm viết cho các em khác. Không có nhiều cuốn sách được nhà xuất bản và độc giả tổ chức kỷ niệm như truyện Dế Mền Phiêu Lưu Ký của Tô Hoài. Những ấn bản bằng hơn 30 ngôn ngữ khác nhau của truyện cũng khiến cuộc phiêu lưu của chú Dế đã ở vào cái tuổi cổ lai hy ấy vượt xa khỏi hình dung ban đầu của tác giả. Và có lẽ nhiều năm sau nữa, Dế Mền Phiêu Lưu Ký vẫn xứng đáng là những trang viết mẫu mực cho tuổi thơ.